Chào mừng quý anh chị và các bạn hiện đã quay trở lại học phần làm chủ phần mềm dựng video Wondershare Vimora. Và mình là Nguyễn, rất vui khi mà đồng hành cùng quý anh chị và các bạn trong học phần lần này. Hôm nay là buổi thứ 9 và đáng lẽ ra theo như lời hứa ở buổi thứ 8 thì sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn hai cái lệnh, đó là Rub and Zoom và lệnh Powerton. Thì tuy nhiên hai cái lệnh đó quý anh chị và các bạn sẽ được học nếu mà quý anh chị và các bạn muốn đi tiếp học phần nâng cao về phần mềm này. Còn hôm nay là buổi thứ 9, là buổi kết thúc cái học phần cơ bản. Và nhiệm vụ của buổi hôm nay là giúp cho quý anh chị và các bạn gỡ cái phần mềm này ra, hay nói đúng hơn đó là sẽ xóa sổ cái phần mềm này ra khỏi máy tính của quý anh chị, mà không để lại bất cứ một cái rác cũng như là cái chi tiết còn sót lại của phần mềm này. Mục đích của việc gỡ phần mềm chúng ta sẽ chia ra làm 3 mục đích. Thứ nhất là quý anh chị và các bạn không muốn dùng phần mềm này nữa. Quý anh chị và các bạn chán cái phần mềm này rồi thì quý anh chị và các bạn có thể gỡ phần mềm này ra để lấy lại cái dung lượng cho cái ổ cứng. Trường hợp thứ hai là quý anh chị và các bạn cái phần mềm nó bị lỗi, nó không có hoạt động, hay là nó bị nó không có chạy, thì quý anh chị và các bạn phải gỡ cái phần mềm này ra để kiếm một cái phiên bản khác vào để xem nó có bị lỗi hay là bị gì nữa hay không. Trường hợp thứ ba đó là quý anh chị và các bạn có nhu cầu nâng cấp lên một cái phiên bản mới, thì quý anh chị và các bạn gỡ cái phần mềm cũ ra và cài đặt cái phiên bản mới vào, thì như vậy quá trình đó gọi là quá trình nâng cấp thủ công. Rồi để giúp cho quý anh chị xóa sổ phần mềm này ra khỏi máy tính thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một phần mềm đó là Revolt Utilero, một phần mềm gỡ bỏ những phần mềm khác ra khỏi máy tính rất là mạnh mẽ. Các học phần về làm chủ phần mềm mình luôn sử dụng một phần mềm duy nhất để tháo gỡ, đó là Revolt Utilero. Lý do là nó gỡ rất là sát, cũng như là gỡ không để lại bất cứ một cái rác nào còn lưu lại ở hệ thống máy tính. Nó rất là mạnh và cỡ đó đó. Thì chúng ta sẽ gỡ bỏ phần mềm sau khi mà quý anh chị và các bạn cài đặt được cái phần mềm này. Trước khi hướng dẫn quý anh chị và các bạn gỡ bỏ phần mềm bằng cách này thì mình sẽ hướng dẫn quý anh chị và các bạn gỡ bỏ bằng cách thủ công. Thì quý anh chị và các bạn vào phần Control Panel. Gỡ bỏ thủ công là chúng ta gỡ bỏ bằng tay chứ không có gỡ bỏ bằng cái phần mềm. Thì quý anh chị và các bạn vào một Unity Avram. Nếu mà quý anh chị không có phần mềm này thì quý anh chị sẽ làm theo cách này. Thì tuy nhiên vấn đề để lại rác để lại trên hệ thống máy tính thì không tránh khỏi. Đây thì nó cái phần Wondershare Filmora, thì quý anh chị lít chuột phải và chọn Unity. Như vậy là quá trình tự gỡ bỏ cái phần mềm nó sẽ diễn ra. Tuy nhiên mình khuyến cáo các anh chị là nên sử dụng phần mềm Revolt Utilero để gỡ bỏ. Để gỡ bỏ phần mềm trong Revolt Utilero, quý anh chị chọn cái phần mềm và chọn Unity. Thì lúc này nó sẽ sao lưu hệ thống RST và tạo ra cái điểm khôi phục. Nó rất là an toàn, khi mà nó có xảy ra sự cố thì chúng ta có thể khôi phục lại. Và phần mềm Revolt Utilero hiện đang có trên website phần mềm của tôi.com, hoặc là quý chị và các bạn có thể xuống cái phần mô tả video để lấy cái phần mềm này về và sử dụng. Nó đang phân tích và nó khởi chạy cái chương trình gỡ bỏ của Filmora, tức là nó ép cái phần mềm Wondershare Filmora phải chạy cái chương trình gỡ bỏ của chính phần mềm Wondershare. Thì lúc này quý anh chị và các bạn bấm vào nút Yes. Thì khi nó chạy hết cây là nó báo rằng là cái phần mềm nó được gỡ thành công. Nó hỏi tiếp một cái hộp thoại thứ hai, đó là có muốn
gỡ bỏ tất cả các hiệu ứng trong cái phần resort của file hay không. Thì nếu là gỡ bỏ thì quý anh chị gỡ bỏ hết luôn, chứ không có để lại mấy cái effect này trên hệ thống máy tính làm gì nữa. Quý anh chị bấm vào nút yes, nó báo là Windows 10 Fedora đã gỡ bỏ thành công ra khỏi máy tính của bạn. Quý anh chị và bạn bấm vào nút ok và bấm vào nút scan, thì lúc này nó sẽ quét. Nó quét theo cái từ khóa tên phần mềm để nó tìm ra các file RAR. Đầu tiên là nó sẽ kiếm ra các file UST. Rồi nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này, thì các file UST của phần mềm còn lưu lại thông máy tính nó sẽ hiện ra ở đây. Và nhiệm vụ của quý anh chị rất là đơn giản, tìm cái file UST nào có tên cái phần mềm, ví dụ Windows 10 Fedora, thì quý anh chị và các bạn bấm vào cái nút tích, cái dấu tích vào đây. Lưu ý là bấm vào cái file có cái logo, cái icon này nha, chứ đừng có bấm vào cái thư mục như vậy, như vậy là sai. Chỉ chọn đúng cái file có cái tên phần mềm. Nè, tên phần mềm Windows 10 Fedora nè, bấm dấu tích vào đây. Windows 10 Fedora, dấu tích vào đây. Fedora, Fedora nè. Bước này thì quý anh chị và các bạn chọn hai cái thư mục này luôn. Không có chọn thư mục, chỉ chọn cái này giống như là cái mảnh ghép á. Chọn hai cái mảnh ghép này tại vì nó có cái từ khóa là Fedora. Rồi, ở đây Fedora đánh rồi. Rồi, kiểm tra lần cuối cùng. Như vậy là chúng ta đã chọn các file UST còn lưu lại với cái từ khóa là Fedora. Bây giờ quý chị và các bạn bấm vào nút delete. Finish. Thì lúc này quá trình gỡ bỏ phần mềm Windows 10 Fedora đã hoàn tất, cái icon trên desktop cũng đã mất theo. Và như vậy thì phần mềm của bạn đã bị xóa sổ khỏi máy tính. Và lúc này nhiệm vụ của quý chị và các bạn tùy theo mục đích như mình đã nói ban đầu, là có thể cài đặt lại phần mềm mới hoặc là có thể ngưng sử dụng phần mềm này luôn, nếu mà quý anh chị và các bạn đã tìm ra một cái phần mềm dựng video nào nó phù hợp cho bản thân của quý vị. Và chúng ta kết thúc luôn cái series video học phần làm chủ phần mềm dựng Windows 10 Fedora ở mức độ cơ bản tại đây. Hy vọng sang học phần nâng cao, mình và quý anh chị và các bạn sẽ được đồng hành cùng với nhau, và chúng ta lại bốc phét với nhau về cái phần mềm Windows 10 này. Xin chào và hẹn gặp lại, và đừng quên nhấn vào nút đăng ký trên kênh YouTube để thường xuyên nhận những video mới cũng như là cập nhật các phần mềm mới. Xin trân trọng và cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết cái series này.